Các bạn ơi, đây là thành phẩm của món xôi xéo ngô mình vừa mới làm xong đây. Nhìn rất là ngon và hấp dẫn đúng không các bạn? Và làm sao chúng ta có được một cái món xôi xéo ngon như thế này thì mình mời các bạn ngay sẽ vào bếp cùng với mình để làm món này các bạn nhé. Các bạn ơi, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món xôi xéo ngô các bạn nhé. Để làm được món xôi xéo ngô này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây đó là 500g gạo nếp. Nếp này thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình đó là nếp cái hoa vàng hoặc là nếp nương ấy thì sẽ rất là ngon, ăn nó thơm. Còn nếu không thì các bạn sử dụng nếp bình thường mà nhà các bạn đang sẵn có đều được. 150g đậu xanh đã bỏ sạch hết cái phần vỏ rồi ấy các bạn. Và 2 bắp ngô nếp. Tốt nhất là các bạn dùng ngô tươi như thế này thì khi mà các bạn làm món xôi này nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Còn nếu như mà dùng ngô khô ấy thì ăn thì các bạn sẽ phải bung ngô lâu hơn. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đem cái phần nguyên liệu này đi ngâm các bạn nhé. Đậu xanh và nếp thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 6 tiếng nhé. Nhưng mà trước khi mà các bạn ngâm như thế này thì các bạn vo qua cho mình một lượt. Đầu tiên để cho nó sạch hẳn cái lớp bụi ở dính ở phía ngoài đi. Bởi vì sau khi mà các bạn ngâm xong khoảng 6 tiếng ấy thì các bạn vo như thế này thì cái phần nếp cũng như là phần đậu xanh nó dễ bị vỡ. Và khi đó thì món xôi của chúng ta nhìn nó kém hấp dẫn hơn. Sau đó các bạn xả nước vào như thế này và ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 6 giờ đồng hồ các bạn nhé. Phần nếp các bạn sẽ làm tương tự cho mình. Vo trước thật là sạch. Sau khi mà các bạn vo sạch rồi thì các bạn sẽ đổ cho mình cái lớp nước này đi các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã chất bỏ hết phần nước như thế này rồi thì các bạn sẽ ngâm phần nếp này trong cái nước nghệ để cho phần gạo này nó được mềm các bạn nha. Sau khi mà các bạn vo gạo xong thì các bạn sẽ chuẩn bị sang bên cạnh cho mình một cái chậu nước nghệ nhé. Các bạn cho một thìa cà phê nghệ hoặc là một củ nghệ tươi từ 10 đến 20g để các bạn ngâm. Và các bạn cũng ngâm trong khoảng thời gian là 6 tiếng cho mình nhé. Đó. Và các bạn sẽ cùng chờ với mình sau 6 tiếng nữa thì mình sẽ quay trở lại để làm tiếp món xôi này các bạn nha. Bây giờ trong lúc chờ phần nếp và đậu xanh được thì các bạn sẽ đem tách hạt cái phần ngô này cho mình nhé. Ngô này thì các bạn sẽ dùng dao này. Các bạn thái như vậy. Đó, các bạn cắt sâu vào bên trong. Sau khi tách hạt xong thì các bạn sẽ ngâm cho mình trong nước vôi trong các bạn nhé. Ở đây thì nước vôi trong này mình đã chắt ra cái phần nước trong rồi. Và các bạn sẽ ngâm cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nha. Phần đậu xanh sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình được 6 tiếng như thế này thì nó sẽ rất là mềm. Và các bạn nhìn thấy nó nở hết ra như thế này thì các bạn sẽ vớt ra để ráo nước và hấp chín cho mình các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái sửng hấp và khi mà các bạn thấy hơi nước nó bốc lên nhiều như vậy rồi, có nghĩa là nước nó đang sôi, thì các bạn sẽ cho phần
đậu xanh vào đây các bạn hấp cho mình nhé. Đậu xanh khi mà các bạn đã ngâm được 6 tiếng như thế này rồi thì các bạn chỉ cần hấp cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút thì cái phần đậu xanh này nó sẽ được các bạn nha. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã hấp cho mình được 15 phút như thế này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra để kiểm tra các bạn nhé. Khi mà các bạn xong như thế này rồi thì các bạn sẽ lấy cho mình một cái hạt đậu thôi. Đó, các bạn nghiền bằng tay như thế này nó cũng nát ra được rồi. Thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp cho mình nhé. Các bạn tắt bếp và các bạn sẽ cho cái phần đậu xanh này ra một cái cối để các bạn nghiền thật là nhỏ, thật là mịn cái đậu xanh này ra các bạn nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng chày các bạn giã thật là nhuyễn ra cho mình. Các bạn giã khi mà nó còn ấm và nóng như thế này nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã giã cho mình nó được nhuyễn như thế này rồi thì bây giờ các bạn sẽ dừng lại cho mình nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần đậu xanh này nó vẫn còn nóng ấy, thì các bạn sẽ nắm chặt tay cho mình nhé. Các bạn có thể để rời hoặc là nắm chặt như thế này thì giống như mình này. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể làm được cái món xôi xéo. Khi nào mà ăn thì các bạn sẽ cắt nó ra. Hoặc là các bạn để rời ra cho mình như thế này nha. Mình sẽ nắm một nắm vào để rời. Để cho các bạn, nếu như mà các bạn muốn ăn theo cách nào thì chúng ta có thể dễ dàng ăn theo cái cách đó. Sau khi mà các bạn hấp xong và làm xong cái phần đậu xanh này rồi thì bây giờ các bạn sẽ đi hấp cho mình cái phần ngô các bạn nhé. Sau khi mà các bạn ngâm trong nước vôi trong được 20 phút, 15 đến 20 phút như thế này thì các bạn sẽ rửa sạch. Các bạn rửa sạch phần ngô này nha. Các bạn chắt cho mình cái phần đầu mày này. Đầu mày của ngô á. Các bạn lược vào. Rửa lại 2-3 lần với nước để cho hết cái mùi vôi đi ạ. Khi mà các bạn thấy phần hơi nước nó bốc lên nhiều rồi thì các bạn sẽ cho ngô vào đây để các bạn hấp. Các bạn sẽ hấp ngô trong khoảng thời gian là 20 phút cho mình các bạn nhé. Sau khi mà các bạn đã ngâm cho mình được 6 tiếng như thế này rồi thì các bạn sẽ hết bỏ cái phần nước đi. Các bạn sẽ xả qua với nước nhé. Lúc này thì các bạn xả thì các bạn nhẹ nhàng, nếu không là cái phần nếp nó rất dễ là bị vỡ. Đó, các bạn xả qua với nước để cho nó hết cái lớp cát đi. Đây, mình sẽ đem cái phần nếp này ra ngoài để các bạn nhìn này. Sau khi mà xong ấy thì cái phần nếp nó sẽ rất là vàng và các bạn sẽ để ráo nước cho mình nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã hấp cho mình phần ngô này được 20 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở vung ra nhé. Các bạn sẽ thấy là cái phần ngô sau khi mà các bạn hấp xong nó rất là trong.
Đó, bây giờ thì các bạn sẽ dùng một cái muôi hoặc là một cái xẻng, các bạn múc và các bạn cho vào cái phần gạo nếp các bạn để ở bên cạnh á. Để món xôi của chúng ta là thêm vừa vặn hơn thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình đó là 1/2 muỗng cà phê muối. Sau đó các bạn trộn đều phần ngô và nếp với nhau. Các bạn trộn đều để và các bạn hấp lên. Lấy từ ria rổ hất lên như thế này để cho hạt nếp không bị vỡ. Sau khi mà các bạn đã trộn xong phần nếp và xôi và ngô rồi thì chờ đến khi mà hơi nước bốc lên nhiều như thế này, nước ngô xôi các bạn cho tất cả vào để chúng ta hấp. Khi làm xôi xéo ngô á, thì các bạn sẽ phải bung ngô trước cho mình để ngô khi mà các bạn nấu xong phần xôi nó sẽ có cái độ dẻo nhất định. Tạo cho mình vài lỗ thoáng để hơi nước được bốc lên đều hơn. Và các bạn sẽ hấp cho mình trong khoảng thời gian là 25 phút các bạn nhé. Các bạn ơi, khi mà các bạn đã hấp cho mình được 25 phút rồi thì bây giờ các bạn sẽ mở vung cái nồi xôi này ra cho mình nhé. Bây giờ để cho xôi được bóng và dẻo hơn thì các bạn sẽ cho vào đây cho mình một muỗng xôi dầu ăn hoặc là mỡ heo hoặc mỡ gà. Nếu như có mỡ gà thì sẽ rất là ngon. Sau đó các bạn đảo đều lên ạ. Đều lên như thế này nha, để cho cái phần dầu nó ngấm vào xôi. Xôi lúc này cũng đã rất là chín rồi đấy các bạn. Thì các bạn sẽ mở vung và đun thêm cho mình 2 phút nữa để dầu nó được ngấm vào xôi hơn. Sau khi mà các bạn đã nấu cho mình được thêm 2 phút nữa rồi thì bây giờ các bạn sẽ tắt bếp nhé. Khi mà các bạn tắt bếp như thế này á thì các bạn sẽ đơm xôi ra một cái đĩa nha. Đây cái phần đậu xanh khi lúc trước á, các bạn vo nó lại thì bây giờ các bạn thái ra. Đó. Các bạn sau đó thì các bạn sẽ đặt lên trên cái đĩa xôi nha. Các bạn đặt lên đĩa xôi như thế này hoặc là các bạn cũng có thể đây. Hoặc là các bạn rắc cái phần đậu xanh lên. Đó.
Đây các bạn ơi, đây là toàn bộ thành phẩm của món xôi xéo ngô mình vừa làm xong đây. Và mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.